Nghe thử cái tiếng của nó là rất là hay luôn. Volume thì chỉ là 1/5 thôi đó. Học bằng Rồi, có được 5 Benewelizer nè, thăm dò đài thì full 108. Có cổng cả line in, line out để chúng ta có thể kết nối với điện thoại. Đây là QT90 nha. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh LB Audio Đã Mắc Được Xương Tai. Toàn bộ tất cả các sản phẩm của LB Audio đều có mặt trên trang web đamacxuongtai.com. Anh em có thể tham khảo giá bán trên trang web đó, đầy đủ thông tin cũng như là video test. Hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một con QT90. Trước đây mình đã test con QT89 rồi, cũng đã giới thiệu sơ qua con QT90 rồi. Thì hôm nay em sẽ làm một cái bài test của con QT90 này cho anh em nghe. Em này thì chúng ta sẽ có một cái màu đồng rất là đẹp, và hai cửa băng nó màu xám đó, tạo nên một cái tổng thể màu hài hòa hơn so với con QT89 là trắng không. Thì em này phối cả hai màu giữa màu đồng và màu xám đen, nhìn nó rất là đẹp ha. Em sẽ quay sơ qua cho anh em xem ha. Thì đối với tất cả những con QT88, 89, 90 đó là một trong những cái model mà được minh chứng về chất âm rồi, huyền thoại rồi, giá trên thị trường cũng rất là cao. Thì ngày hôm nay đến với con QT90 này thì ông anh thanh lý nên giá sẽ tốt cho tất cả các anh em trải nghiệm về phần âm thanh của con này. Về ngoại hình thì ngoại hình của con này khá thôi, còn nếu mà đợi nói nó đẹp xuất sắc hay là gì đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cái giá như này rồi. Rồi bây giờ thì mời anh em nghe thử chất âm đầy đủ nha. Bên phía học băng nha, một về mặt cấu tạo cũng như là về thiết kế thì em nó không khác biệt gì so với những cái con như QT88, 89 và 90. Thì đều có những cái bố cục là hai học băng cassette nè. Rồi về phần radio thì full tần số 5 Benewelizer, có thể chơi được băng normal, CRO2 hay là băng metal. Ngoài ra ở phía đằng sau sẽ có cổng line in, line out, và cái cổng này có thể kết nối với phono được, sử dụng điện. Em này là một cái phiên bản xuất, đâm ra là có thể sử dụng được đa dòng điện ha. Và hiện tại em đang để điện là 220W. Một trong những model phải nói là minh chứng biểu tượng của chất âm về cái phần cassette. Anh em không chờ nữa mà lấy cái con QT90 này với một con giá như thế này. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.